Nhưng bạn muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Có tính cách dễ thương xíu. Em dễ thương. Em dễ thương, tại sao em ế? Em cũng cứ lo học mãi, em chăm chỉ đi làm người. Thành ra là ế là phải rồi. Phụ nữ mình biết lắng nghe và chia sẻ quá. Là quá tốt. Cái câu hay nhất là em không có ăn hiếp người lớn. À, có cái điều nếu như mà anh trở thành là một người cha thì anh sẽ là người như thế nào? Cha thì phải thương yêu, chăm sóc cho những đứa con của mình, chơi đùa với nó. Em cảm ơn anh. Có chơi đùa với mẹ đó không? Đã có. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em rồi. Mời bạn nam. Chào bạn. Ngồi đi bạn. Em tên Trần Minh Duy. Em đến từ thành phố Sóc Trăng. Nhân viên kinh doanh của công ty Thế Giới Động. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 28 tuổi rồi chị. Bạn nữ bạn giới thiệu cho mình. Em tên Trần Ngọc Châu, 29 tuổi. Em là giáo viên cấp 3. Nguyên gốc của em cũng là Sóc Trăng nữa. Nhưng mà em đang công tác tại Cần Thơ. Ồ, vậy là từ Cần Thơ mình lên đây tham gia chương trình hả? Dạ, em đi từ sáng sớm rồi á. Rồi sao bạn quyết định đi lên tới trên này để tham gia chương trình? Em có một người bạn và bạn em có một ông xã. Ảnh học ở Hungary á, cũng rất là thân. Và mỗi lần chat nhóm á thì ảnh cứ nói chương trình này hay lắm em, em tham gia đi em. Thế là em mạnh dạn tham gia luôn. Em mạnh dạn tham gia. À, mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Chính xác luôn là không có mối tình nào cả. Chưa có một mối tình nào hết. Dạ. Nắm tay bao giờ chưa? Hồi đó em có một cái thằng bạn học mà thằng bạn học không có dính dáng gì tới em hết á, mà đoạn đi công tác xã hội có nắm tay nó một lần. Trời đất ơi, tính được không quý vị? Chưa nắm tay luôn, vậy là chưa có hôn luôn đúng không? Dạ chắc chắn là vậy. Wow, một tràng pháo tay. Bạn trai ơi, bạn cảm mới nhận như thế nào? Mới nắm tay thằng bạn một lần thôi, hung thằng bạn cũng một lần thôi. Đúng không? Đó anh ơi. Thấy bên đây cười quá trời luôn à. Đây khoái à. Dạ cũng khoái khoái. Khoái khoái, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua cũng ba mối tình. Lý do tại sao mình chia tay? Không có hợp, cãi nhau thì bạn gái lại giận. Nhưng mà mình năn nỉ thì lại không chịu. Cắt liên lạc khoảng đâu khoảng tuần hai tuần mới liên lạc lại. Cứ vậy là xa nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mình không nhịn bạn gái được à? Cố gắng liên lạc nhưng mà bạn không có liên lạc với mình á. Thì mình cũng hơi buồn, với lại lúc đó cũng còn trẻ thì còn cũng còn hơi bồng bột xíu. Bao nhiêu lâu rồi? Dạ khoảng 2 năm. Bây giờ bạn già lắm. Mới đây mà làm lúc còn trẻ. Nhưng bạn muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Có tính cách dễ thương xíu. Em dễ thương. Em dễ thương, tại sao em ế? Em cũng cứ lo học mãi, em chăm chỉ đi làm người. Thành ra là ế là phải rồi. Rồi, dễ thương quá mà. Em thấy điểm mạnh của em là gì và điểm yếu của em là gì? Quan trọng là em có hiếu với cha mẹ và em là người sống tình cảm. Thì em nghĩ đó là điểm mạnh của em. Bạn nam. Điểm mạnh của em là có thể hát nhiều loại nhạc. Rồi. Được. Mày vui nè. Dạ em xin hát một câu vọng cổ. Nay về giữa xuân thủ đô, đất trời ngời lên sắc thắm. Gió xuân mơ màng đẩy đưa mấy cành đào tơ. Nắng xuân la đà rung trên bờ dài mái tóc. Dáng em thon dài má hồng thắm nụ cười duyên. Yo. Em ơi, tôi không phải kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử mượn đó đào kia để tương tư hình bóng. Mà chỉ bâng khuâng với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ với hoa đào. Hay quá, hay ngọt. Quá trời ngọt luôn. Nghe thôi là thấy khoái rồi đó. Phải nói là rất là hay. Em là một bài thơ nhỏ nhỏ ngẫu hứng để tặng anh bên kia nha. Rồi. Chúng ta gặp nhau gọi là duyên, nên ta cứ trò chuyện tự nhiên, chẩn nút hay không cũng không sao cả. Hữu duyên thì sẽ gặp bạn Hàn Quyên. Ngẫu hứng. Bây giờ mình hỏi chút xíu bạn nam. Bạn sẽ tìm người phụ nữ của đời mình như thế nào? Nữ tính, biết tôn trọng người lớn, biết chia sẻ, lắng nghe và cả hai đều biết nhường nhịn nhau xíu. Bạn không thích gì người phụ nữ? Đanh đá, cào rào á, thích nó. Cào rào á, nói nhiều á. Vậy thì lấy vợ về có phải làm dâu không?
Dạ nhà em thì dễ lắm, ba mẹ dễ lắm. Em Út, nếu mà bạn chịu làm dâu thì làm dâu, còn không chịu thì chắc gia riêng cũng được. Bạn làm dâu được không? Dạ được. Bạn muốn mẫu người bạn trai như thế nào? Em cần một người có một cái bản lĩnh thật sự để có thể che chở trong cái cuộc hôn nhân sau này giữa em và chồng tương lai. Em sẽ là hậu phương vững chắc cho người ấy. Trong chuyện tình cảm thì cả hai cần phải có một cái sự chia sẻ cảm thông cho nhau. Chắc chắn là em không thể ăn hiếp người khác. Em không có thích ăn hiếp người khác, kể cả tất cả từ lớn đến nhỏ, già đến trẻ. Em chỉ có thể lắng nghe và chia sẻ. Phụ nữ mình biết lắng nghe và chia sẻ quá. Là quá tốt. Cái câu hay nhất là em không có ăn hiếp người lớn. À, có cái điều nào bạn không thích ở người bạn trai? Em không thích bạo lực chị. Dĩ nhiên trong cuộc sống sau này của hai người thì sẽ có một vài thứ bất lập nào đó. Nhưng mà em nghĩ rằng nếu như người đó cũng biết gọi là nhu cương hung giãn và bản thân mình cũng như thế thì cuộc sống nó có thể tốt đẹp được. Cô giáo nói hay quá. Cảm nhận như thế nào bạn? Bạn nữ rất là biết suy nghĩ, chín chắn, lại nói chuyện rất là dễ thương. Em thì cũng không có thích bạo lực. Em thì không ăn ớt được, cho nên là ở nhà hay nói là chắc nữa hay sợ vợ. Em cũng sợ bạo lực. Bây giờ trước mắt chưa tính tới hôn nhân, mà bây giờ nếu đồng ý hẹn hò với nhau thì thật sự cũng cách 60-70 cây số. Thì mình, bạn chọn cái phương án hẹn hò như thế nào? Chắc là em sẽ dành thời gian để em lên thăm bạn. Bạn không thích điều gì ở người bạn gái? Đi chơi ở những nơi mà giống như là vũ trường hay là... Không có đi đó đâu anh ơi. Không có đi đó đâu anh ơi. Nếu đi thì hai đứa đi thì được. Dạ, không thích đi một mình. Là không thích đi cho đi một mình chứ không phải là không thích đi tới chỗ đó, đúng không? Bạn có tật xấu gì không? Cũng có, hay ngủ nướng hay cứng đầu xíu. Khi em làm việc gì đó thì kêu một lần thôi, như là em chút xíu em sẽ làm, còn kêu hoài em nghĩ làm luôn. Trời ơi, bạn ngủ nướng mà muốn kêu bạn dậy sớm chở ta đi làm phải kêu 80 lần mà mới dậy chứ, kêu một lần đâu có kêu chắc dậy. Sau này sẽ sửa từ từ được. Hứa đó nha. Ơi, mặt mày đẹp trai lắm nha, thiệt đúng á. Hôm qua anh coi đàn gái thế nào nha. Ồ, chào em. Anh lên đây anh vừa hát hay, vừa đẹp trai nữa. Dễ thương lắm, hiền hậu nữa. Dạ. Anh nghĩ rằng ổn đấy. Ủa, em dạy, vậy là dạy chuyên cái gì? Dạ, em chuyên môn sinh học. Sinh học hả? Dạ. Theo sinh học thì tại sao hai người lấy nhau đẻ hoài không ra con trai? Hơi dài dòng á, là nếu chỉ tạo ra con gái là XX, một X là do tự của người phụ nữ, một ít là giao tự của người nam, kết hợp lại với nhau và người nam không thể tạo giao tự y được, kết hợp với ít để tạo ra con trai mà chỉ rụng ra ít thôi. Có nghĩa là con trai yếu á, hay gì là phải lên y nó mạnh á, còn mình phải ít hoài đó, đúng không quý vị? Ngắn gọn á là yếu á, yếu. Cảm ơn cô giáo sinh học. Bà bệnh thì xối xả vô mặt luôn. Hôm nay mình có đi với người thân gì không? Ông bạn mà ổng giới thiệu đó, du học in Hungary mới về, thì em kêu lên đây luôn. Rồi, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Châu thì là một cái người con gái mà rất là dễ thương và rất là thương người, từ người lớn cho đến người nhỏ. Suốt ngày là đi chơi, là đa phần là đi chơi với trẻ con không à. Thành ra là đó là một phần là lý do tại sao mà không có bạn trai cho tới bây giờ. Qua cái lời tâm sự của anh chàng bên đây thì theo cảm nghĩ của anh thì anh thấy là có vẻ hợp với tính em đấy. Anh xem chương trình bạn muốn họ lâu chưa? Em xem chương trình này cũng khoảng được 2 năm rồi. Thấy là cái chương trình này rất là ý nghĩa, là để tạo cho nhiều người có cái hoàn cảnh khác nhau, do cái bối cảnh công việc mà không có tìm được cái một nửa của mình. Đó là lý do chính mà tại sao là mặc dù là đi học bên nước ngoài nhưng mà luôn luôn là động viên là ở nhà là nên đăng ký tham gia cái chương trình. Ở nước ngoài nhiều bạn sinh viên xem chương trình nào không bạn? Cũng có, rất là nhiều. Xem trên YouTube nha. Dạ đúng. Vậy rồi, nhớ xem, nhớ bấm MCB Media, bấm subscribe coi nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ mình cho hai bạn gặp nhau đi anh. Gặp nhau đi, kéo màn lên. Chàng trai Sóc Trăng và cô gái Cần Thơ, hít hơi thật sâu vô, chuẩn bị những gì mình nói, bắt đầu. Chào anh. Chào em. Chào anh. Nè, có bao nhiêu không? Đến với chương trình thì như hồi nãy em nói là cho dù có bấm nút hay không á, thì em với anh á, thì cũng là có một cái duyên phận nhất định. Nếu như mà chúng ta cứ tiếp tục á, thì đây là món quà kỷ niệm đầu tiên của hai đứa cho em gửi anh. Cảm ơn. Dạ. Em chỉ có một câu hỏi thôi. Nếu như sau này anh trở thành một ông xã của một cô gái, có nghĩa là trở thành một trụ cột trong gia đình,
thì anh sẽ là người như thế nào? Sẽ mang lại cái hạnh phúc cho cô ấy, sẽ làm những gì mà cô ấy thích, cố gắng phấn đấu trong sự nghiệp để có thể là phát triển hơn về bản thân, để sau này hai người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho em hỏi thêm một miếng nữa, thí dụ như hơi xa hơn một tí, tại vì em rất là thích trẻ con. Nếu như mà anh trở thành là một người cha thì anh sẽ là người như thế nào? Cha thì phải thương yêu, chăm sóc cho những đứa con của mình, chơi đùa với nó. Em cảm ơn anh. Có chơi đùa với mẹ đó không? Đã có. Em dạy cấp 3. Em dạy cấp 3. Về môn ướt y đó. Em có thể về Sóc Trăng để thăm anh không? Có chứ. Tại vì quê em ở Sóc Trăng mà Cần Thơ á là chỉ là quê hương thứ hai của em. Còn Sóc Trăng á thì đó là nơi để mà em trưởng thành và sinh ra. Chắc chắn là em sẽ yêu quê hương Sóc Trăng rất là nhiều. Nhà em ở quận nào? Em Mỹ Xuyên á. Anh cũng Mỹ Xuyên. Dạ. Yeah. Anh ở Thạnh Quế. Em ở xã Ngọc Đông á. À, xã Ngọc Đông. Đi vô xíu nữa. Vậy là gần nhà. Vậy là gần nhà. Vậy rước dâu cũng dễ á. Bạn nam cảm nhận bằng nữ thế nào? Rất là dễ thương, nữ tính. Nếu mà em thấy anh mạnh dạn lên. Lên đây rung. Em thì hát thì được, nhưng mà nói chuyện trước đám đông thì hơi bị rung. Ba em rất là thích đàn vọng cổ. Thành ra là dạ, nếu như có một người hát cho ba lên đàn thì thật là tuyệt vời. Lên coi vọng cổ. Không phải ai cũng có thể hát vọng cổ. Em ơi, biển lớn sông sâu còn có khi đầy khi càng, nhưng tình của đôi ta luôn đông đầy theo năm tháng, thì hờn dỗi chi em cho bờ mi đắm lệ thương sâu. Hát ngọt quá trời luôn rồi mà sao mà nói không được đó. Trời ơi, anh thấy cô gái bên kia rất là sâu sắc. Chúng ta có một người vợ như thế bên cạnh rất là yên tâm bạn nha. Vừa dạy con mình nè, vừa dạy mình á, không, vừa lo cho mình nè. Ok rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị bấm nút. Một, suy nghĩ thật kỹ nha. Hai, ba. Hết thời gian. Ô, đẹp trai đẹp gái quá. Nào hãy nắm tay nhau nào. Chưa nắm tay lần nào. Cái nắm tay này là thôi. Cái nắm tay gọi là ghi nhớ. Đã nắm tay thằng bạn một lần. Lâu rồi. Bây giờ nắm tay thằng khác. À không, nắm tay người khác. Có khác cái nắm tay thằng bạn không? Không biết. Dễ thương quá. Mình được tình duyên sao nè Long? Mới tình tính tuần tháng hay năm anh? Em muốn tính sao tính? Thôi tính bằng năm đi. Dạ, năm thì... Nếu ít quá tính tuần, còn nếu dài quá tính năm. Tính năm thì 3, tính tuần thì 30. Chưa hiểu lắm nha. Mấy người quen người năm. Thôi chương trình này mình có thể đi chơi. Em thích đi chơi buổi tối. Được. Chơi dạo Sài Gòn. Anh cũng thích đi dạo Sài Gòn. Thuyết phục bạn ấy như thế nào đi. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Lời đầu tiên là cho em xin chào anh Nguyễn Linh, chị Ngọc Lan, bạn nữ bên kia. Rồi, chào em. Em tên là Nguyễn Trần Long, em sinh năm 93. Và hiện tại thì em đang làm cho một công ty digital marketing. Dạ. Thấy phong cách nghệ sĩ quá ha. Dạ không, giả đồ lắm. Mình làm ở đâu? Ở tại quận Gò Vấp. Mà quê mình ở đâu Long? Dạ, em gốc là người Đà Nẵng. Gốc Đà Nẵng, hiện nay sinh sống thành phố Hồ Chí Minh với ai? Dạ, hiện tại thì em đang ở mình. Ở trọn mình luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi. Rồi mời nhà gái. Dạ, chào chú Nguyễn Linh, chào chị. Con tên là Phạm Thị Mỹ Khanh. Con sinh năm 1999 rồi. Mỹ Khanh. Dạ. Mỹ Khanh sinh năm 99. Làm gì Mỹ Khanh? Dạ, con là nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Long?
em sẽ là một người có thể chia sẻ được. Người chia sẻ cũng có thể là một người hướng dẫn được. Tính em nó hơi tập trung vào công việc nên là nhiều khi thì sẽ hơi vô tâm một chút. Hơi vô tâm chút xíu. Tại vì em là một người kiểu bình thường không sao, nhưng mà khi mà em có công việc vô thì em sẽ bị tập trung vào nó rất là nhiều và em phải hoàn thiện nó. Nhưng mà đôi khi á, cái vô tâm ấy đó là cái điều nó nguy hiểm vô cùng tận luôn. Nếu chúng ta quen với ai đó, chúng ta vô tâm với họ thì đó là một điều cực kỳ xấu và hậu quả nó sẽ có liền luôn. Bởi phụ nữ họ rất ghét những người vô tâm. Thành ra nhớ khắc phục cái đó nha, bây giờ nó nhỏ thôi, nhưng biết đâu mình quen cái từ từ nó lớn lên. Dạ không, giờ khắc phục rồi. Khắc phục rồi đúng không? Dạ. Rồi, quá tốt. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, ưu điểm của em là tỉ mỉ, chu đáo, biết quan tâm người khác. Bên kia vô tâm, bên đây biết quan tâm, có thể bù trừ được cho nhau. Điểm yếu của em là hơi nhát chứ sợ. Có sợ chị không? Chị ôm gái cho hết sợ nè. Dạ không. Đừng có run nha. Rồi bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ có một à. Quen bao lâu? Dạ em quen hồi năm em năm nhất. Em tìm hiểu được 1 tháng. Giờ thấy không hợp chia tay? Dạ tại vì bạn nam vô tâm với em. Vô tâm với em. Trời ơi, cảm giác như bên kia bị trúng tim đen. Bên đây người ta chia tay mối tình đầu là vì bạn trai vô tâm đó. Bây giờ nhà trai tính sao? Ta sửa rồi mà cứ nhắc hoài luôn bà mối này. Chào em. Ta đó. Bây giờ bên đây bên kia có mối tình đúng không? Có một mối, một tháng. Mà chia tay vì vô tâm, quen nhau 1 tháng đó. Quá là lâu luôn. Mình được tình duyên sao nè Long? Mối tình tính tuần, tháng hay năm anh? Em muốn tính sao tính? Thôi tính bằng năm đi. Dạ, năm thì... Nếu ít quá tính tuần, còn nếu dài quá tính năm. Tính năm thì 3, tính tuần thì 30. Chưa hiểu lắm nha. Người quen người năm. Ý là nếu mà mối tình mà tính bằng năm á thì là em quen được một người trong 1 năm thì em tính là một mối tình. À. Dạ, còn mà tính tháng với tuần thì nhiều quá. Trời ơi. Tại vì anh em bay bướm lắm nè. Dạ không không, để em nói đã. Tại vì em làm nghệ thuật cho nên là nó sẽ có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Bây giờ tổng kết em có khoảng bao nhiêu mối tình nè? Dạ thì 3 đi. Vậy được rồi. Mối tình nào mà sâu đậm nhất không? Dạ đó thì là cái mối tình khiến em thay đổi á. Mối tình mà khiến mình thay đổi mới là cái mối tình mà khiến mình nhớ nhất chứ không phải là mối tình đầu. Ừ, là mối tình thứ 3 đó hả? Là mối tình đầu tiên của em. Là em yêu người đó đầu tiên thật sự. Anh để nói chuyện khó hiểu quá. Rối quá. Mối tình làm mình thay đổi là mối tình đầu tiên. Không, không phải là mối tình đầu tiên mà là cái người mà khiến mối tình mà khiến cho mình thay đổi mới là cái mối tình chính. Mà mình hỏi thì ổng kêu là cái người yêu đầu tiên. Không, em nói không phải, em nói là không phải là cái người đầu tiên à. Là cái người khiến cho mình thay đổi á. À, vậy cái người mà khiến em thay đổi đó là dạ. Cái mối tình sâu đậm nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Sao mình chia tay biết không? Dạ thì có lẽ tại vì em vô tâm đó. Hồi đó thật sự thì nó thì do cái công việc của em nó chiếm dụng thời gian nhiều và ít có quan tâm đến bạn nữ đó. Ừ. Thì mãi sau này khi mà em nhận được cái lỗi sai của mình, em muốn sửa đổi thì bạn đã có một người khác tốt hơn bên cạnh. Thì em cũng khá là buồn. Ừ. Và từ đó thì em cũng nhận ra cái việc quan tâm một người nó sẽ quan trọng lắm. Rồi, biết đúng nhận rồi. Ra cái sai của mình là tốt. Anh thăm nhà gái coi tình hình nhà gái sao đây. Mối tình trời 1 tháng. Trời ơi, sao mà nó non chẹt chút xíu vậy trời. Đường tình nó cũng gọi là trắc trở quá hả? Quen tháng luôn đó hả? Bây giờ trong mộng chàng hoàng tử của mình ra sao? Giống chú Lý Hải là được. Trong chú Lý Hải hả? Đi chăng chú Hải hát hay hay là có nhiều con, 4 con? Chứ không. Hay là con phải nói cụ thể, giống chú Lý Hải có nhiều thứ giống lắm con. Dạ, có tinh thần cầu tiến. Tinh thần cầu tiến? Dạ. Ừ. Biết quan tâm, chăm sóc cho gia đình, bản thân. À, đó. Biết rồi, bây giờ người ta biết rồi đó. Người ta biết rồi đó. Chú Lý Hải là cũng nghệ sĩ, bên đó cũng nghệ sĩ lắm. Ừ. Dạ. Bên đó còn nghệ sĩ hơn Lý Hải. Đúng, anh Lý Hải bây giờ mặc đồ nhiều khi còn không bằng nữa. Ừ. Chừng nào lấy chồng được? Khoảng bao lâu? Dạ 2 đến 3 năm nữa. 99 là 2? 23. 23 rồi, còn khoảng 26 lấy chồng được đúng không? Dạ. Cũng đẹp rồi, tuổi đó là đẹp. Rồi, bây giờ là con đi với ai nè? Dạ con đi một mình. Một mình, được rồi. Có chị Ngọc Lan lo. Bên đây đi với ai? Dạ em đi, hôm nay em đi với sếp của công ty em. Có sếp luôn ha? Trời ơi, sếp luôn, rồi, sếp đâu sếp rồi. Em xin chào chú Nguyễn Linh, em xin chào chị Ngọc Lan. Dạ. Xin chào mọi người trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. À, tuy là sếp chứ
khi mà hết công việc này nọ kia thì cũng là giống như bạn bè. Theo em thấy thì Long là một cái người làm việc rất là nhiệt tình trong công việc thời xưa. Ngoài ra thì có nhiều cái tài năng. Còn thấy bạn nữ bên này khá là xinh với lại hiền. Thì mong cho hai bạn sau cái chương trình này sẽ tiến đi được xa hơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bạn. Thôi, mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. I don't need no one to say you're complicated. Cause I knew from the start this might be overrated. Một màn ra mắt ấn tượng luôn. Mình có món quà muốn tặng cho bạn. Chuyện gì? Thôi mình mở ra xem luôn các bạn. Mình đang ở một mình mà mình sẽ rất là muốn có món quà này ở trong tủ đồ của mình. Wow. Con đó. Sau hai mươi mấy, gần 30 năm mới gặp mặt đó, cảm nhận về nhau thế nào? Anh rất là vui tại vì hôm nay có thể đến tham gia chương trình gặp được em. Thì anh đến chương trình thì chút đầu tiên, cái suy nghĩ của anh đầu tiên á là anh muốn xem tự anh còn cảm giác tương đối hay không. Tại vì lâu lắm rồi thì cái việc anh tìm kiếm một người sau cái chuyện tình anh làm anh thay đổi bản thân á, thì mãi đến giờ anh vẫn không kiếm được cái người con gái có thể giống như người đó. Có nhiều bạn trai FA bây giờ cẩn thận nha, có khi sau này bạn sẽ kiếm được người con trai cuộc đời mình á, chứ không còn là con gái nữa. Em FA đến độ mà kiểu bị bạn hỏi thôi mày còn thích, mày thích còn thích con gái không, mày thích con trai rồi. Ế lâu quá thay đổi giới tính á. Em gái. Thế là nãy mình thấy một cái màn ra mắt của bạn trai, cảm nhận thế nào nói đi. Em thấy vui tươi sinh động, rất là thích, rất thích à. Anh thấy em như thế nào? Anh sẽ thích những người con gái mà người ta có một chút mạnh mẽ. Tại vì thật sự mà nói thì con gái thời nay nó khác hồi xưa rồi. Dạ, tại lên đây em hơi nhát. Sợ. Anh hiểu. Em có suy nghĩ gì về anh không? Thì em cứ nói ra thôi. Dạ, em thích người cá tính như anh. Mình sẽ bù trừ nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Em nghĩ thế nào nếu với một người con trai có tính nghệ thuật và đã trải qua chuyện tình hơi nhiều nha? Nghệ thuật thì em cũng thích nghệ thuật. Còn chuyện mối tình thì mình không hợp thì tìm đối tượng khác. Anh đồng ý vấn đề đó. Anh muốn trở thành một người đàn ông con trai hiểu chuyện hơn. Là cái người kiểu cầm cái chui. Mà anh muốn xa là anh sẽ cầm cái lưỡi. Và người con gái của anh đó sẽ là người cầm cái chui. Người ta có thể không đa tài bằng anh, nhưng người ta giỏi một cái mảng khác. Và người ta có thể lo được cho cuộc sống. Thì anh sẵn sàng lui về đằng sau, làm một người trợ giúp cho người đó. Yeah. Bạn tính về chuyện hẹn hò đi. Em đang ở quận 7 đúng không? Dạ, em ở quận 8 mà làm ở quận 7. À, không, thật ra thì cũng như nhau tại vì anh ở Gò Vấp lận. Ở quận 7, quận 8, dạ. Gò Vấp. Với lại là tại vì công việc của em thì hiện tại giờ em đang làm hành chính, cho nên là chắc là em chỉ rảnh buổi tối thôi. Dạ. Thì cái việc hẹn hò thì trước giờ em không phải là người chủ động. Trước giờ thì đa phần là các người bạn gái của em sẽ là người chủ động mà nhắn cho em. Cô gái này rất nhút nhát, không biết gì cả. Rồi bây giờ làm sao cô ấy chủ động được? Oh no. Thì thôi em chủ động chứ sao chứ. Ok. Khó quá, mình tự xử thôi. Đúng. Dạ. Rồi bây giờ em tới em chủ động nắm tay cô ấy đi. Dạ thôi anh. Mình không chủ động kiểu sổ sàng được. Em nắm tay sau chương trình được đi. Ủa cái này đâu có gì đâu sổ sàng. Nắm tay cô gái ấy để em cảm nhận được nó rõ hơn. À dạ dạ. Cái cảm xúc của mình. Dạ, vậy thì em sẽ tới nhưng mà em muốn người bạn gái nắm tay em. Chứ không phải là em nắm tay người bạn. Lý do? Tại vì em muốn cô ấy cảm nhận em. Nếu như bạn ấy nắm tay em mà trong tim bạn ấy đập thì là bạn ấy sẽ có... Cô ấy sẽ không dám nắm tay em đâu. Em dám không? Dạ. Ôi, chị sai rồi. Trời ơi, tôi hơi bị lo quá xa.
Tay lạnh không? Lạnh. Tim đập không? Tim đập không? Đập. Anh cũng có cảm thấy một chút gì đó nó rung động. Chưa lớn nhưng là sẽ có. Nói chuyện với bạn đi chứ, nói với chị chi? Chị đâu có. Tay anh hơi lạnh, cũng rung giống em. Thì tự ấm. Thôi chương trình này mình có thể đi chơi. Em thích đi chơi buổi tối. Ừ, được. Chơi dạo Sài Gòn. Anh cũng thích đi dạo Sài Gòn. Thuyết phục bạn ấy như thế nào đi? Tại vì bạn ấy rất khác em đó nha. Bạn ấy rất nhút nhát. Vâng, em cũng có cảm giác đó. Nhưng mà bạn ấy không chủ động được bất cứ điều gì hết. Nếu như em là một người con gái thiếu người bảo vệ, ok thì anh sẽ là người đó. Nhưng mà em có giỏi tính toán không? Dạ không. Em không giỏi tính toán à? Anh cũng không giỏi tính toán. Anh giỏi tính chuyện hai đứa. Rồi, hai bạn về chỗ. Dạ. Rồi, hai đứa để tay vô nút bấm đi. Hai bạn sẽ có những cái giây phút suy nghĩ thật là kỹ. Nhớ lại những cái khoảnh khắc vừa rồi. Và cái quyết định này là một cái quyết định thật sự và có trách nhiệm và nghiêm túc với cái quyết định đó, chứ không phải là bấm nút cho vui. Hai bạn phải suy nghĩ thật kỹ nhé. Chị Lan sẽ đếm đến 3. 1 2 3. Hết thời gian. Em không bấm. Lý do? Đầu tiên là em xin lỗi bạn nữ, xin lỗi anh chị. Thì bản thân em thì em muốn trở thành một người đồng hiểu chuyện. Thì tức là sẽ là phải là một người mà làm tốt được trách nhiệm bản thân của mình. Thì em muốn có một cái mối quan hệ tình bạn hơn. Và lúc này em vẫn muốn có một quan hệ tình bạn với bạn nhé. Và em vẫn có thể tiến ra sau chương trình này chẳng hạn. Còn bây giờ hiện tại mà để mà em đi liền với bạn á, thì em nghĩ là giờ chưa phải lúc. Chị cũng cảm nhận được là em sẽ chưa có một cái cảm giác để mà có thể đi lâu dài với bạn này. Thật ra anh rất thương bé. Bé không hợp với lại không bạn hợp. Trai đâu. Đúng rồi. Anh định khuyên bé không bấm rồi, nhưng thấy sự nhiệt tình của bạn trai nhiều quá. Chính là những người đàn ông hay màu mè làm thể hiện cho người phụ nữ hiểu lầm người ta. Rồi cuối cùng mình quay xe tội cho người ta. Làm nghệ thuật mà bạn ấy kinh nghiệm rất là nhiều, bay bổng, thăng hoa, thậm chí là cảm xúc rất là nhiều. Đôi khi có những người khác người ta hiểu lầm, mình cố gắng đừng để cho người khác hiểu lầm mình rồi tội nghiệp người ta ha. Anh chỉ nghĩ vậy thôi. Mỗi đứa sẽ có một quyết định riêng, chúng ta trân trọng điều đó. Giá như hồi nãy mình đừng có thể hiện những cái gì đúng, để cho... giá như lúc mà chị hỏi là vậy thì nó bên đây hơn. Bên đây rất là không có giống với em, thì giá như là em rõ ràng hơn cái việc đó một chút xíu nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Hồi nãy anh đã thấy điều đó, thành ra anh ngồi luôn rồi. Người ta tổn thương mà tổn thương mà trái tim á thì nó tổn thương hơi lâu chút xíu. Đơn giản vậy thôi. Em nghĩ là không á, tại vì thật sự tuy là em không bấm nhưng mà đúng là nãy chị Lan hỏi em có chút rung động bạn không thì em vẫn nói là có mà. Đó thì em nói ngay từ lúc đầu, em nói có rung động thì cô gái mới hiểu lầm. Em muốn mọi việc nó sẽ phải đi từ từ và để cho em và bé có thời gian tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Mình không hiểu bạn mà bạn cũng không hiểu ý của mình. Một người như em ở cái xã hội bây giờ rất là hiếm có. Và chị tin là ở thời gian sắp tới em sẽ có được một cái bờ vai để em có thể nương tựa, để em có thể hỏi về cái cách yêu nó như thế nào. Họ sẽ có đủ thời gian, đủ tình yêu để họ dạy em những cái chuyện đó. Bé cần trải nghiệm nhiều hơn nữa, gọi là trao dồi thêm nhiều cái kỹ năng nữa, mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống ha. Đúng rồi. Nhiều bão tố phong ba lắm, hãy rèn luyện cho mình một kỹ năng mạnh mẽ chút xíu nữa nha. Rồi thôi, nói chung là đừng lo nhé. Dạ. Anh có thể ôm một cái không? Em có ngại gì đó không? Em ngại ha. Có thành đôi không thành đôi không quan trọng đó, quan trọng là hai đứa mình sẽ hiểu được nhau và sẽ làm bạn với nhau được. Dạ. Rồi thôi, đây là những món quà dành tặng cho các bạn đây. Và giữ lấy món quà của người bạn mình đã gửi tặng cho mình trên sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc cho hai bạn sẽ luôn luôn gặp thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Chúng ta còn trẻ, còn rất nhiều khát vọng, rất nhiều cái điều để hướng tới một mục đích nào đó. Và hy vọng các bạn sẽ thành công nha. Rồi, cảm ơn các bạn tham gia chương trình. Cảm ơn chị. Cảm ơn chương trình. Không biết nói thế nào đây.
chắc mọi người cũng sẽ hiểu được cái tâm trạng của mình trong lúc này. Mình đóng vai trò là một người mai mối mười mấy năm nay rồi, mình không muốn những cái gì nó xảy ra trên sân khấu làm tổn thương một cái tinh thần một người nào đó, đặc biệt là đặc con biệt gái, là những người phụ nữ một cái tinh thần trong veo chưa có va chạm tình yêu nào cả, nó bị quay xe 360 độ vậy. Nhưng mà cuộc sống cần phải nên có những điều đó, chúng ta cần vấp ngã và đứng dậy đi, biết đâu chúng ta sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống. Bạn mối họ luôn luôn muốn chứng kiến những cái nút bấm bằng cả trái tim của mình, luôn luôn muốn các bạn sẽ nắm tay nhau ra về, nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn là những câu chuyện như thế, thật là bất ngờ. Thì em quen 9 tháng, mà em quen 9 tháng xong em mới biết người ta có gia đình có con. Thì lúc em biết xong thì em kết thúc luôn. Hai mối tình còn lại cũng giống vậy luôn chị. Còn mối tình thứ tư là hiện tại là ba của con em hiện tại. Nói như vậy thì nó hơi nhanh đúng không? Nói chung là cứ từ từ tìm hiểu. Tại vì em đã bị nhiều lần rồi nên là em cần cái thời gian tìm hiểu nhiều hơn để có sự lòng tin đó. Tại vì bây giờ em không còn tin nhiều nữa. Mời bạn nữ. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Nguyễn Linh, em chào quý khán giả. Em tên là Lê Thị Thùy Trang, em năm nay 34 tuổi. Em là chủ shop nước hoa Dubai. Em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Hi, mời nhà trai. Vâng, trước tiên thì xin chào chương trình và chào anh Nguyễn Linh cũng như chị Ngọc Lan. Thì mình tự xin giới thiệu là mình là Đào Văn Tốt. Thì năm nay 33 tuổi, quê mình ở Bình Định. Thì đến với chương trình thì mình cũng xin chào nhà gái và có cái món quà tặng anh Quyền Linh. Rồi, cảm ơn em để đây luôn. Cũng như chị Ngọc Lan. Rồi, em để đây đi, chúc mình qua mình tặng chị Ngọc Lan ha. Em là làm công việc gì? Vâng, thì hiện tại cái công việc của mình là hướng dẫn viên du lịch tự do. Hiện nay mở quận mấy? Hiện nay thì mình ở trong Bình Định. Bình Định luôn, ở tại Bình Định luôn hả? Dạ, dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Trang? Dạ, điểm mạnh em chắc là em hiền, hòa đồng, biết lo gia đình. Còn nhưng mà điểm yếu em chắc là em hơi dễ tin người á. Cái lại em thích sạch sẽ, em mà thấy dơ là em sẽ khó chịu lên. Nói chung phụ nữ nào cũng vậy, lúc nào cũng thích sạch sẽ hết á. Rồi còn nhà trai. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Thì mình xin nói cái điểm yếu của mình trước là không thích hút thuốc hoặc là uống rượu. Vậy là điểm mạnh đó. Đó là cái điểm yếu vâng của em. Vâng, điểm yếu với bạn bè nhưng mà điểm mạnh với phụ nữ đó. Vâng, cái còn cái người yêu nữa. Cái điểm mạnh của mình là tự tin giao tiếp. Bởi vì cái ngành của mình là hướng dẫn viên du lịch tự do đó. Cho nên có thể là mình đi giao tiếp rất là nhiều. Cái điểm mạnh của mình nữa là biết nấu ăn, biết quan tâm phụ nữ. Rồi, và cũng như là lắng nghe phụ nữ. Vâng. Rồi, mời nhà gái. Mình bao nhiêu mối tình rồi cưng? Dạ em có 4 mối tình. 4 mối tình. Cái mối tình của em, cái mối tình nào sâu nặng nhất nè? 4 mối tình đó thì cái người đầu tiên em quen 4 năm á. Trong vòng 3 năm là người ta có con 1 tuổi. Nghĩa là người ta lưu với mình á. Xong rồi còn mối tình thứ hai thì em quen 9 tháng. Mà em quen 9 tháng xong em mới biết người ta có gia đình có con. Thì lúc em biết xong thì em kết thúc luôn. Trời ơi, hai mối tình nào em cũng bị lừa dối hết. Hai mối tình còn lại cũng giống vậy luôn chị. Còn mối tình thứ tư là hiện tại là ba của con em hiện tại. Giống như là lúc đó em mới sắp cái chuyện người thứ ba xong á, em cũng không còn bình tĩnh nữa. Em nghĩ là tự nhiên cuộc đời mình nó cứ lập tới lập lui hoài á. Thế em thành ra em chán, em muốn quen một người rồi đó, để em lấy chồng luôn á. Thì em mới gặp ảnh. Lúc đầu anh nói với em là anh ly dị rồi. Cuối cùng em quen thì em mới biết là anh ly dị rồi, nhưng mà vẫn qua lại với vợ cũ. Hai người cũng ăn ở với nhau vậy đó. Xong cái lúc mà em biết thì em cũng kết thúc luôn. Nhưng mà lúc đó em có baby. Ôi trời ơi. Tức là em muốn mối tình thì không ra gì. Trời ơi, sao mà cuộc đời khắc nghiệt với em quá vậy? Đợi... Nhiều khi em cũng không tin là mình bị lặp lại quá nhiều lần như vậy á. Nếu mà em cứ tự tìm thì em cứ sợ em cứ bị hoài vậy á. Nên em, cần nhờ chương trình. Dạ, đúng rồi. Em muốn tìm một người đàn ông nhưng mà phải có đạo đức đàng hoàng. Lý lịch rõ ràng. Dạ, đúng rồi, không có lừa dối em nữa. Em rồi. Quá sợ. Muốn bên là kia... không có lý lịch rõ ràng, bà mối của phỏng vấn là lý lịch rõ ràng để tôi qua bên nhà gái thôi. Rồi, cô gái dễ thương ha. Dạ, chào bạn.
bên kia người ta chỉ có một cái yêu cầu rằng là đừng lừa dối, đừng giấu giếm. Trước thì mình cũng có một cũng đã ly hôn rồi đấy. Mình ly hôn năm 2019 thôi. Vợ thì cũng có đi lái người khác rồi, cũng có con rồi. Rồi anh có em bé chưa? Cũng có một cháu. Rồi hiện tại cháu ở với ai? Thì hiện tại thì cháu ở với mẹ luôn, bà ngoại luôn. Dạ, là mấy tuổi rồi anh? Thì cũng được 4 tuổi. Thật ra bây giờ mình ở một chuyến đò thì mình tìm một chuyến đò khác hợp với mình đi thôi. Vậy là cả hai người đều đã đổ vỡ hôn nhân và đều có một đứa con. Ừ. Bây giờ là em muốn có một người chồng lý tưởng như thế nào? Em cần một người đàn ông của gia đình á. Của gia đình? Không có dạng như lăng nhăng, với lại sạch sẽ. Sạch sẽ nữa hả? Thôi. Em thích sạch. Hỏi bên nhà trai coi. Dạ. Bây giờ cái tiêu chí để tìm bạn gái của anh là gì? Tiêu chí của em thì cũng không có vấn đề đâu, chủ yếu là vui vẻ là được, chung thủy, hạnh phúc. Rồi, bây giờ rồi. Thì gặp người thân đi. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với em gái em. À. Dạ, con xin chào chú Quyên Linh, chị Ngọc Lan và anh trai bên này và khán giả trên trường quay. Em tên là Như, 28 tuổi. Thì theo em nhận xét anh trai bên này thì nhìn ảnh hiền, cũng dễ thương. Nhưng mà còn sự lựa chọn là do chị của em nữa. Rồi, cảm ơn em. Rồi, nhà trai đi với ai nè? Vâng, thì mình đi với bố ruột. Chào chú. Con chào chú. Chú Bình Định vô chú. Dạ, tôi là bố cô Đào Văn Tốt, hiện đang ở là huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Dạ. Qua cái chương trình này thì là con nó có tìm hiểu, thì nó đăng ký trong ban tổ chức, thì ban tổ chức được biết thì hôm nay tôi đến đây thì không có gì hơn xin cầu mong cho con và hai cháu tìm được mối tình mà của nó, chúc cho hai con là gặp nhiều may mắn, được cái tâm đầu ý hợp. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn chú. Tiến đến xây dựng tương lai trăm năm phúc thì điều đó là hai gia đình bố mẹ nào cũng là điều thương hết. Cũng dạ. Xin chân thành cảm ơn. Chúc chú khỏe nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Rồi thôi mở rào cho hai bên tâm sự đi. Dạ. Mở rào. Tặng em cái đặc sản của Bình Định á. Dạ em cảm ơn. Còn cái này là tặng cho chị Ngọc Lan. Dạ em cảm ơn anh. À, em cũng có món quà tặng anh. À, em cũng có quà chị tặng chị Lan. Trời ơi, cảm ơn em. Em cũng có quà tặng cho mình. Trời đất ơi. Thôi, cảm ơn em gái nha, cảm ơn hai bạn đã có những món quà cho chúng tôi. Rồi bây giờ mình ngồi đó mình nói chuyện đi. Hai bạn cứ thoải mái nha, có gì mình cởi mở ra hết đi. Anh gặp em rồi thì em thấy nhờ. Thì nói chung em thì là cũng là xinh đẹp. Cảm ơn anh. Thì lúc nãy em có nói rồi đó, là em đã bị 4 lần vậy rồi. Nên là hiện tại thì em cần một người là thật, với lại là phải yêu thương em, kiểu như là không có lừa dối bất cứ chuyện gì nữa hết. Không được lăng nhăng, tại vì em rất sợ điều đó rồi. Anh nghĩ em có làm được không? Cũng được, anh thì có tập là nói chung là sợ vợ lắm. Lắng nghe vợ lắm. Ừ. Vợ mình thì mình sợ đâu sao đâu. Vâng. Khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Rồi kết hôn tương lai rồi mình dự định là thì, mình ở đâu thì ở nói chung là mình ở thành phố Hồ Chí Minh cũng bàn rồi, ba anh cũng bàn rồi, cho nên là hiện tại bây giờ là anh cũng nói chung là cũng rảnh. Cái mục đích của anh là đến chương trình này thì cũng cảm ơn cái chương trình để gặp em, bàn cái ngày để là mình tổ chức luôn. Nói thì nhà trai tổ chức, nhà trai nhà gái tổ chức nhà gái. Nói như vậy thì nó hơi nhanh đúng không? Nói chung là cứ từ từ tìm hiểu. Tại vì em đã bị nhiều lần rồi nên là em cần cái thời gian tìm hiểu nhiều hơn để có sự lòng tin á. Tại vì bây giờ em không còn tin nhiều nữa. Nói chứ trong cuộc sống á, cần phải có niềm tin em. Không có niềm tin sống không được đâu. Cái nào tin ít tin nhiều, cái nào không tin thôi. Chứ không phải là ai cũng làm cho mình mất lòng tin hết. Thí dụ như bây giờ hai người tiến xa hơn đi, thì mình ở đâu nè? Ở Bình Định hay là ở thành phố Hồ Chí Minh nè? Em có tính với ba chưa? Cưới vợ là ở đâu? À, ở đâu cũng được. Vợ ở đâu thì em ở đấy. Ở nhà trai cũng được, mà ở nhà gái cũng được. Cũng được đúng không? Vâng. Vợ ở đây thì ở đây luôn đúng không? Càng tốt. Càng tốt luôn. Dạ. Đó. Em có đồng ý không? À, dạ, tại vì em không hề quyết định đi đâu á. Tại vì em ở trong đây với gia đình, với mẹ em á. Ừ, quen rồi, công việc em cũng trong đây, shop em cũng trong đây á. Hiện nay em ở với ai? Em ở với mẹ với lại em trai. À, vậy là nếu mà bắt rể về được không? Cũng được ạ. Cũng được đó. Thí dụ như có điều kiện như vậy, ở đây em vừa làm du lịch vừa bán nước hoa luôn. Đó.
Cái kênh mà du lịch là sale ngon lành luôn á, giỡn hoài. Một cái lượt khách đi nước ngoài hay đi đâu, thí dụ như thế, một cái đoàn mấy trăm người bán mấy trăm chai, tôi nói đúng bán rồi. Mấy năm là giàu luôn á. Rồi thôi bây giờ hai bạn tiến lại gần nhau và nắm tay nhau giao lưu cảm xúc một chút xíu, để xem là cái người đó nó có thực sự là chạm đến trái tim của mình hay chưa. Vâng, thì anh xin nắm tay em. Thì lúc nãy em có nói là cái niềm tin á, thì anh thì cái quan điểm của anh là nói chung là chung thủy bình, chung thủy hết hạnh phúc. Cảm ơn cái chương trình đó, thì giới thiệu cho em là một người là biết trang điểm đấy, về mọi mặt đấy thì anh rất là thích. Đến đây thì anh, mục đích của anh là kiếm vợ đấy, thì là dạ anh biết. Và mấy anh chị cũng anh thì cũng hói, nếu được là bên nhà gái là báo ngay thì anh bên anh là xuống liền, tổ chức nhà gái báo cái nhà trai xuống liền. Rồi giờ nhà gái thấy sao? Thì như em đã nói rồi á, em cần thêm thời gian, em cần thêm cái niềm tin á. Nếu anh tạo được cho em niềm tin thì mình sẽ tính tới chuyện đó sau. Thôi giờ bạn Nam hát bài cho nó giải tỏa căng thẳng đi. Hát bài niềm tin chiến thắng. Niềm tin chiến thắng thì là nhìn anh là biết là niềm tin rồi. Đấy cho nên là gửi cho bạn gái với chương trình cái bài hát là Đà Lạt Hoàng Hôn. Đà Lạt Hoàng Hôn. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ. Từng đôi đi trên phố vắng, biết chăng ai giữa không gian hoàn hôn thua màn đêm. Đứng trên chiến dốc nhìn xuống đồi thông, hàng cây thắm màu đèn lên phố phường. Giờ đây hơi sương giá bua, biết ai thường bước cô liêu, một người đi trong sương rơi. Vâng, hát là chỉ như đó thôi. Hai, tàu dễ đi nào. Bảy nhạc Yoshida điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Và bây giờ hai bạn hãy lắng lòng mình lại. Niềm tin xuất phát từ trái tim của mình, có hay không, bấm hay không là do các bạn. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Bấm, cả hai cùng bấm. Hãy tin vào ngày mai tốt đẹp. Hãy nắm tay nhau. Phải cố gắng tạo niềm tin cho nhau. Niềm tin phải xuất phát từ trái tim nha. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc ha. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Giữ lấy nước ba, nước hoa, để về mình xịt nước hoa mỗi ngày, để mình nhớ đến người yêu ở Dubai. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Mời hai bạn. Cảm ơn hai món quà của hai em nha. Như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đồng ý hẹn hò. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Lớp 6 mà hôn người ta rồi hả? Giới tính rõ ràng. Có thích phụ nữ, có cảm xúc, nhưng bởi người ta không cho thôi. Ta cho là chơi luôn rồi đó, đúng không? Đúng không? Cho là làm luôn á. Làm luôn hết chưa? Thấy bánh ngon quá. Ngon không cưng? Ồ, cho một cái ha. Dạ mời anh. Tôi chưa thấy MC nào mà trơ trẽn như MC này. Ngon mà, xin cái thử. Hồi nãy ta rủ ăn sáng thì không ăn rồi, giờ đói bụng. Thử coi nhà gái ngon không, ta thử mà. Nhà gái là phải ngon rồi. Dạ em cảm ơn anh ạ. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi, chúng ta chỉ cách một cái hàng rào tình yêu thôi. Mời em trai giới thiệu lớn lên. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hiến, năm nay mình 34 tuổi, mình sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình là kỹ sư và công việc của mình là mình làm tư vấn giám sát cho một dự án ở quận 7. Em xin hết. Xin chào em Quỳnh, mới giờ xin chào MC Quỳnh Linh và xin chào chị Ngọc Lan và bạn nữ bên kia và gia đình hai bên. Rồi chào em. Hiến hả? Dạ em kỹ Hiến. Sư giám sát công trình hả? Tức là kỹ sư xây dựng đó đúng không Hiến? Dạ kỹ sư xây dựng nhưng mà công việc là làm tư vấn giám sát. Mời nhà gái.
Bây giờ tới phần giới thiệu của bạn gái nè. Em chào chị, em chào chú Quỳnh Linh ạ. Em tên là Hoàng Thị Ngọc Thùy, năm nay em 31 tuổi, hiện tại em đang làm kế toán. Mình sinh sống ở đâu cưng? Em hiện tại đang sống ở thành phố Thủ Đức ạ. Bên kia làm quận 7 đúng không? Đúng rồi, nhưng mà ở đâu Hiến? Dạ, em sống cùng gia đình ở Bình Tân. Trong gia đình thì có bao nhiêu thành viên Hiến? Có ba mẹ và có một em gái và có bà ngoại, bà nội. Ngoại và bà em gái nữa. Dạ. Mời nhà gái. Mình nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Điểm mạnh của em á là em độc lập á chị. Em thích việc bếp núc á. Khuyết điểm của em lúc em mệt á, em cũng quạo với người bên cạnh. Ai mệt cũng quạo, vậy dĩ nhiên ai cũng muốn có người bên cạnh để trút hết trơn trọi. Không biết bên kia có chịu để cho người ta trút không nữa. Giao cưng. Thật ra thì tính của em cũng rất là điềm đạm. Em nghĩ là mình có thể là một cái điều gì đó do bạn gái bực chút nỗi lòng của mình. Thế có ưu điểm, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là em thứ nhất là em thích thể thao. Nếu mà trong thời gian rảnh thì em thường hay chạy bộ. Em có thể nấu được một số món ăn cơ bản như là món cô hoặc là món cà ri. Còn khuyết điểm của em là em thứ nhất là em cái giọng của em nó hơi nhỏ, hơi nhẹ. Và thứ hai nữa là cái tính của em đối với mọi người em khá là điềm đạm, nhưng mà đối với trong mối quan hệ bạn nữ em khá là khó tính. Nên đó là lý do tại sao đến giờ này em vẫn chưa có người yêu. Mối quan hệ với phụ nữ hơi khó tính. Dạ. Em khó về vấn đề gì Hiến? Trong cái lần gặp đầu tiên với bạn nữ thì em hay xét, soi xét, em hay nghĩ xa nên em cũng hơi lo lắng. Nghĩ xa hả? Dạ. Tức là em nhìn gần như nghĩ xa hả? Dạ, nghĩ xem hai đứa có hợp nhau không, rồi về sống chung như thế nào. Cái đó không có xa đâu, đó nghĩ đúng đó. Dạ. Mà cái đó cũng đâu có gì đâu là gọi là khó. Đúng rồi. Khó là cụ thể như thế nào, có thể nói rõ hơn cho chị Lan biết không? Ví dụ như nè, có những người rất là ngộ nha quý vị. Với bản thân mình thì mình rất là phóng khoáng, mình có thể đi đây đi đó, mình có thể đi chơi với bạn bè rất là vui vẻ, tụ năm tụ bảy được. Nhưng với bạn gái của mình mà làm cái việc đó thì mình lại không đồng ý. Nếu mà cái em mà có cái tính đó là nó không tốt á, có không? Cái tính đó thì em nghĩ em cũng có một chút, nhưng mà em nghĩ là trong tương lai thì em sẽ sửa đổi, sẽ thay đổi để cho bạn gái cảm thấy thoải mái hơn. Và bây giờ cụ thể luôn đi. Về tình yêu á, là với cái khó tính trong tình yêu vậy thì em đã có mấy mối tình rồi? Thật ra thì em chỉ có một mối tình đầu tiên là lúc mà năm lớp 6, lúc còn bé là mấy đứa bé hay chọc nhau ấy mà. Rồi đến bây giờ thì em vẫn chưa có mối tình nào, bởi vì em hay được gia đình giới thiệu gặp gỡ đó, cũng chỉ là gặp mặt một hai lần ăn uống vậy là không đi tới đâu được. Dạ. Nghĩa là em chỉ có mối tình năm lớp 6 thôi được hả? Dạ. Trời đất ơi, từ lúc lớn lên biết yêu này kia là chưa có người yêu luôn. Dạ, chưa có. Dạ. Có nắm tay bạn gái nào khác giới chưa? Cũng muốn nắm tay lắm nhưng mà cậu không cho. Không cho hả? Chào em. Dạ, chào chị. Chị nghe em nói cái chị tò mò quá, chị phải đi qua chị coi là không biết là cái ngoại hình của em nó có làm cản trở cái việc yêu đương của em hay không. Nhưng mà rõ ràng chị qua thì chị thấy em rất là đẹp. Trời ơi. Tướng tá rất là ngon lành. Dạ, vậy thì theo em thấy là cái điều gì để nó cản trở cái chuyện yêu đương của em? Dạ, em nghĩ cái nguyên nhân chính á, là do cái môi trường làm việc. Em là làm trong cái ngành xây dựng á, đa số là các bạn nam không à, còn các bạn nữ thì không có. Và cái thứ hai là những bạn nữ mà em thấy thích á, thì đa số bạn đã có người yêu rồi, có gia đình rồi. Sao em thích gì ác nghiệt với em không lựa người độc thân, em thích em lựa người mà có người yêu không vậy? Dạ, nó cũng không có nhiều người để lựa, không có nhiều. Hồi đó đi học không có crush ai hả? Dạ, đi học cũng một lớp của em đây cũng chỉ có khoảng là 3 đến 4 bạn nữ. Hay là do mình khó quá? Dạ, em nghĩ chắc là nguyên nhân là như vậy. Coi như là bây giờ còn nguyên si trong trắng đó. Còn nguyên không? Nhà trai thiệt không? Thiệt. 34 đúng không? 34 tuổi. Từ 34 tuổi mà chưa bóc tem luôn là nguyên thấy hơi mệt. Nguyên thùng, nguyên kiện luôn. Không chừng quên luôn á. Không, em gì nói chơi vậy thôi, nhưng mà cũng chắc. Hả? Là sao? Dạ thì nó kiểu như vậy. Dạ. Là sao? Thì nó là như vậy. Không có chuyện đó tế nhị em cũng không. Sao gì đó. Cái vụ gì em nói lớn anh nghe cái vụ đó làm sao? Dạ, vụ nào anh? Vụ này em mới nói đó. Vụ mà còn nguyên si. Mình nói nguyên si chưa chắc nguyên si. Đã lỡ một lần rồi. Hả? À, chưa. Chưa, có nắm tay bạn gái là lỡ một lần rồi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi đúng không? Dạ đúng. Hôn ai chưa? Đó là hồi bé thôi, hồi năm lớp 6 á. Lớp 6 mà hôn người ta rồi hả? Do lúc đó còn bé mình cũng chưa hiểu gì, với lại lớp 6 mấy đứa hay chọc nhau cứ nói là hôn đi thì làm luôn đúng không? Thì mình hôn thôi. Dạ. Trời, lớp 6 thì đường gì ông ơi. Dạ. Vậy hỏi thiệt là từ hồi đó tới giờ là mình chưa có một cái nắm tay nào mà gọi là có cảm xúc của con trai và con gái hết hả? Có cảm xúc, có muốn nắm tay bạn gái, có muốn ôm hôn bạn gái, nhưng bạn gái không cho. Có là trong những lần gặp gỡ đó là bạn gái không mình không phải là gu của cổ, nên mình không có cơ hội. Trời, tới thương quá. 34 tuổi mà chưa có cái gì hết lận, thiệt thòi đó nha em. Thiệt thòi đúng không? Được chưa? Giờ bà mối thấy nhà trai tôi ok chưa? Thấy dễ thương quá, mà tôi hơi lo lắng.
Lo lắng là lo gì? Tôi thấy không biết gì hết trơn. Giới tính rõ ràng. Có thích phụ nữ, có cảm xúc. Nhưng bởi người ta không cho thôi. Ta cho là chơi luôn rồi đó, đúng không? Đúng không? Cho là làm luôn á. Làm luôn hết chưa? Khẳng định giới tính một lần nữa. Tôi qua bên đây coi Thùy coi sao. Chào Thùy, mấy mối tình? Dạ, con cũng chưa có mối tình nào. Trời đất ơi, không có mối tình nào luôn. Có giống bên kia là hồi nhỏ nhỏ có nắm tay này kia không? Dạ không. Không luôn. Bên đây còn trong trắng dữ luôn hơn bên kia luôn. Chưa có một chút cảm xúc nào luôn á hả? À, dạ em có chị. Nhưng mà em tỏ tình người ta từ chối. Thì sao ác nghiệt vậy trời? Đúng nào ác trời nghiệt ơi, một cô gái xinh xắn đáng yêu như vậy mà nở lòng nào từ chối người ta. Bên nhà trai tôi thấy rồi đó. Mà mỗi thấy rồi. Em gái diễn tả thêm cái tiêu chí của em có giống nhà trai bên tôi không? Em thì chỉ cần cao hơn em. Chắc chắn cao hơn. Không quá mập cũng không quá gầy, tại vì em gầy đừng, rồi. Đừng nói mập ở đây. Đừng nói là cân đối lắm, nhưng mà đúng là đừng nên nói mập ở trên cái sân khấu này. Mập nó đụng chạm nhiều người lắm, nó múp míp thôi. Còn tính tình sao? Muốn tính tình sao? Em thì chỉ cần hài hước thôi. À, vui vẻ hài hước, đúng rồi. Cuộc sống mà không có hài hước nó cũng buồn lắm nha. Nói chung hai bạn này đến với nhau là mối tình đầu đó. Nhà trai ơi, dạ. Mình nghe tiêu chí nhà gái mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm vậy? Em nghĩ là em có thể đáp ứng được 70%. Ủa gì hết vậy? 30% còn lại là phần hài hước hay sao? Thứ nhất là phần hài hước, và thứ hai nữa là trong quá trình tiếp xúc với cỏ, nếu mà hợp nhau thì đó là cái phần trăm còn lại. Còn mình muốn nhà gái như thế nào? Thứ nhất là em thích người phụ nữ gia đình, cũng không quá cao, không quá mập, ngoại hình nói chung là cũng tương đối ưa nhìn. Có cái điều gì không thích ở nhà gái mình nói trước đi, chứ cái đó là cái điều mà cản trở em từ trước tới giờ đó. Bạn gái thì em không thích cái bạn gái mà quá là cá tính. Cái tính cũng giống như kiểu gia trưởng hay là không chịu thay đổi suy nghĩ á. Rồi bây giờ em đi với ai nè? Ngày hôm nay em đi với lại bạn học cùng lớp với em ở đại học, và một cái anh làm cùng cơ quan với em. Rồi chào nhà trai. Em chào chương trình, em chào anh Quyền Linh với lại chị Ngọc Lan. Em là bạn của bạn Hiến. Thấy bạn nữ với lại bạn Hiến chắc cũng hợp nhau á. Hai bạn cho nhau cơ hội. Em có người yêu chưa? Dạ em cũng chưa. Em với Hiến thân nhau không? Hồi xưa thì cũng đi học chung. Thì nhậu chung, ở chung không? Ngủ chung không? Dạ không, bạn Hiến thì bạn đi làm ở nước ngoài nhiều. Mới về Việt Nam đây. Cảm ơn nhà trai. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái em và bạn. Chào nhà gái. Dạ xin chào chú Huyền Linh với lại chị Ngọc Lan. Chào bạn Nam. Em là bạn của Thùy, bạn học từ thời cấp 3. Cũng bằng thân luôn đúng không? Dạ thân. Em có bằng trai chưa? Dạ chưa. Trời ơi, kỳ lạ ta. Thấy bên kia hợp không? Dạ nãy giờ do không có dám nhìn qua. Giờ nhìn thử rồi, giờ nhìn thử bây rồi. Bây giờ nhìn thử không? Chủ yếu là hôm nay em đi là vì bạn em, cho nên nãy giờ thì em nhìn bạn Nam. Để có gì mình tư vấn cho bạn mình thôi. Rồi chút có gì tôi xin số điện thoại kia tôi làm quen đây luôn được không? Dạ rồi, cảm ơn em chú trai. Em nhìn qua đây có thấy hợp không? Tôi thấy mặt ổng đỏ ké rồi. Biết đâu nha. Rồi bây giờ mình nhận xét về bạn Nam như thế nào nè? À, dạ, theo như nãy giờ bạn thể hiện thì mình thấy là bạn cũng khá phù hợp với lại Thùy. Về các yêu cầu của bạn Nam đặt ra, Thùy cũng phù hợp khá nhiều, có thể là trên 80%. Thùy là một cô gái biết quan tâm nè, nấu ăn ngon, là một cô gái của gia đình đó. Để tiến tới đó là chuẩn bị có một cái người bạn trai hoặc là cái người bạn đời của mình trong tương lai. Cô gái của em đã chuẩn bị đầy đủ về mặt lý thuyết rồi, chỉ cần đợi một chàng trai hợp để mình thực hành thôi. Chuẩn bị sẵn về mặt lý thuyết rồi nha. Chỉ có thực hành thôi đó. Mà bên đó thì cũng chưa có kinh nghiệm để thực hành luôn. Thôi bây giờ mình mở rào cho đúng hai bên rồi. Gặp mặt coi sao nè. Kéo rào. Mình chuẩn bị tinh thần nha. Đừng có soi quá nha Hiến nha. Tôi hồi hộp quá. Anh có một ít quà mà ông gửi anh Quyền Lê Quyền Linh. Dạ. Có rồi hả? Dạ có. Cảm dạ. ơn nha. Gửi chị Ngọc Lan. Ơi, chị cảm ơn em. Và gửi bạn nữ. Cảm ơn. Do chương trình báo cũng gấp nên em không có chuẩn bị đủ nguyên liệu á. Nhưng mà em có làm một ít bánh tặng anh. Cảm ơn em, anh rất thích bánh. Bánh gì vậy, làm bánh gì vậy? Em làm bánh quy mơ ạ. Tự em làm luôn, tự dạ. vô gói, đóng gói luôn hả? Dạ, không, rồi chị ơi. Bỏ vô thôi, cũng không có gì. Cái này là bán được luôn, vô siêu thị được luôn rồi đó. Hôm qua em chuẩn bị thì nguyên liệu nó cũng không có được đầy đủ nên. Ôi, là... vậy là đẹp rồi đó. Mở nha. Để em mở cho. Mở đi, mở, ăn coi. Quà của người ta mà đòi mở quá. Thấy bánh ngon quá. Thật ra em có chuẩn bị cho chị với lại chú Quỳnh Linh, nhưng mà hồi nãy vội quá em không có mang vô được. À vậy không sao. Em có muốn mở quà bạn trai không? Ngon không cưng? Ngon. Cho một cái ha. Dạ mời anh. Tôi chưa thấy MC nào mà trơ trẽn như MC này.
Ngon mà xin cái thử. Hồi nãy ta rủ ăn sáng thì không ăn rồi, giờ đói bụng. Thử coi nhà nhà gái ngon không, ta thử mà. Nhà gái là phải ngon rồi. Dạ em cảm ơn anh ạ. Nhà trai tặng gì cho nhà gái vậy? Dạ dạ một cái bóp ạ. Bỏ tiền vô, bỏ tiền vô. Cho tiền đi. Bỏ tiền nó mới may mắn rồi nè. Đem tiền bỏ vô. Bỏ vô. Ok anh. Trời ơi tôi ăn cái bánh mất 5.000 lội đi. Anh xin phép anh lội vô giúp em. Dạ. Em nhận được một cái son nữa ạ. Anh dở nha. Dạ rồi em cảm ơn anh. Trời tỉ mỉ quá, trời nhà trai tỉ mỉ quá. Bánh ngon quá, còn cái nữa nha. Dạ, xin anh tự nhiên. Bánh rất là ngon, rất là thơm. Ngon quá. Mình đang làm MC. Ok. Ăn gì ngon quá. Dạ, dạ em ăn rồi rất là ngon. Rồi. Nhưng mà hả? Không ăn uống gì nữa hết. Hả? Một chút xuống sân khấu. Không, nè, có bánh ngon lắm. Đừng làm nhục nhau như vậy. Ủa này làm lâu không vậy Thùy? Dạ, em làm chắc là 2 tiếng đó. 2 tiếng hả? Dạ, làm bột thì cũng nhanh nhưng mà em đợi nướng thì cũng lâu. Không mà ngon thiệt á, làm bằng bột gì vậy? Dạ bột mì cho. Bột mì hả? Ủa làm sao mà bánh nó giòn nó ngon? Cho miếng nguôi. Trời ơi, nói chuyện tiếp thì ngon quá. Em tên là Thùy. Quay ghế qua cơ. Công việc của em là gì? Dạ hiện tại em đang làm kế toán ạ. Vì tính chất nghề nghiệp của em nên đôi lúc em cũng hơi khó tính á. Đến cái mùa báo cáo của em á, em rất là stress. Em không có thời gian nấu nướng hay gì hết. Cái thời điểm đó thì em cũng hay tăng ca. Nên là lúc đó em rất là dễ quạo. Anh cũng hiểu cái thông cảm với nhà kế toán này. Nó sẽ rất là áp lực vào cái những cái kỳ mà thanh toán lương lậu của khách hàng. Vậy nhìn thẳng vô hai đứa ngồi đối diện. Cái đó là anh hoàn toàn anh thông cảm. Mà nếu mà anh có thể chia sẻ hoặc là có thể giúp đỡ vậy trong cái lúc mà em khó khăn như vậy thì anh hoàn toàn mong đợi. Thì công việc của anh thì nó cũng như vậy, thì sẽ có những lúc mà anh phải tăng ca, phải chợt phải, nhưng mà nó không áp lực bằng công việc kế toán. Cái đó là anh hiểu. Hẹn hò sao tuần mấy lần? Nếu mà mình có cơ hội, em cho anh một cơ hội để mà được hẹn hò với em á, không biết khi nào em có điều kiện, có thời gian rảnh để anh được chở em đi hẹn hò đi chơi. Hiện tại thì gia đình em rất là ủng hộ nên là anh cứ hẹn thì em sẽ có thời gian thôi. Anh thấy em rất là xinh xắn và cũng tính cách cũng rất là hiền. Anh cũng hy vọng là trong tương lai chúng ta cho nhau một cơ hội và tiến tới với nhau. Và anh rất là trân trọng những điều đó. Hiền hỏi ví dụ mà làm dâu được không Hiến? Làm dâu á thì thật sự ba mẹ anh cũng lớn tuổi rồi nhưng mà cũng làm việc gia đình á, nên khi mà nếu mà em làm dâu bên nhà anh á là em không phải làm bất cứ thứ gì hết. Bà của anh thì cũng có người chăm sóc. Còn nếu mà em muốn trong thời gian ở, em muốn ra riêng em ở á, thì ba mẹ sẽ chịu làm con cái thôi, anh thì không vấn đề gì cả. Hiến có nhà riêng không Hiến? Dạ có, thì trong quá trình đi làm thì em cũng tiết kiệm, cũng có mua nhà. Dạ có rồi hả? Giỏi quá. Trời ơi, quá giỏi rồi, vậy ngon rồi. Nhà của Thùy là có mấy anh chị em? Em thì có ba chị em gái ạ. Ba chị em gái luôn? Dạ, em thứ hai ạ. Thứ hai. Chị em và em gái em thì đều lập gia đình hết rồi ạ. Vậy đó hả? Dạ. Vậy còn mình em chưa lấy nữa hả? Dạ. Rồi sẵn làm luôn, gọn luôn được rồi đó. Dù hai đứa lấy nhau bàn bạc coi tiền bạc ai giữ như thế nào. Ta làm kế toán người ta giữ tiền luôn chứ. Đúng dạ không? Không. Em không thích giữ tiền. Em không thích giữ tiền đâu. Ý giữ đi. Em thích là bạn trai cũng có biết cách quản lý tài chính của bản thân mình và đều có cái quỹ chung của gia đình. Không biết đâu. Giữ đi. Giữ tiền đi. Anh muốn người phụ nữ của anh giữ tiền hay là mình tự quản lý cái tài chính của mình ạ? Thì nếu mà em thích thì em giữ tiền, anh hoàn toàn ủng hộ. Không, đừng trả lời nước đôi, trả lời là thích hay không thích, muốn hay không muốn, muốn ai giữ tiền. Dạ. Anh rất là thích cái suy nghĩ của em là tài chính là bạn nam nào cũng tự chủ được. Và anh nghĩ là trong nếu mà anh có cơ hội đến với em, anh sẽ cố gắng làm để có thể lo được cho em. Để mà cái tài chính càng ngày càng tốt hơn, để quản lý tài chính để sao cho mình có một cái tương lai tốt sau này, kể cả chuyện con cái. Còn về vấn đề giữ tiền thì em muốn giữ là điều hoàn toàn có thể, anh hoàn toàn ủng hộ. Tại vì em ngày ngày em làm việc với số rồi nên là đến việc gia đình em cũng giữ nữa thì em cảm thấy em tham nhiều quá và em sẽ bị stress, em sẽ trút giận lên người anh chẳng hạn. Không có người phụ nữ nào mà nói tôi giữ tiền nhiều quá tôi bị stress hết trơn á. Suy nghĩ lại đi cưng. Với con thì tiền chỉ cần đủ là được rồi, không cần quá nhiều, không cần... Nói nghe nè, mình giữ tiền cái mình có một sổ mình ghi ra, ví dụ như chi tiêu gì mình ghi ra. Cái người phụ nữ quán xuyến gia đình nó dễ hơn. Dạ không chị ơi, em mất bận là... Đúng rồi. Không phải, em mà giả sử như em quên mất một cái số tiền nào đó thì em sẽ suy nghĩ xong em mất ngủ. Giả sử như hụt một cái số tiền nào đó thì em sẽ ngồi em suy nghĩ xong rồi cái em mất ngủ. Mà tin chị đi, em đẻ một cái là em muốn giữ tiền liền. Vậy là em không muốn giữ tiền đúng không? Dạ, nhân cơ hội này, nhận ngay quyền đó em. Nhân cơ hội này, hỏi với người phụ nữ
hãy luôn luôn nói điều đó với chúng tôi nào. Thật ra em cũng không, em bản thân em cũng không muốn nhận giữ tiền của Băng. Vậy hai đứa đưa tiền đây chị giữ cho. Đưa đây, đưa đây tôi giữ cho. Đưa đây tôi giữ cho, tôi chi tiêu rõ ràng lắm. Hai đứa mà không muốn giữ tiền tức là hai đứa phải cực kỳ giàu. Anh tình nguyện giữ tiền cho hai đứa. Để chị giữ cho. Để anh giữ cho. Để chị giữ cho. Em cũng muốn bạn bạn nữ có một cái tài chính để độc lập để bạn có thể lo cho gia đình hoặc là lo cho con cái hoặc là có một cái gì đó sau này nếu mà gặp trục trặc gì á, nên em đó là lý do tại sao mà em không muốn giữ tiền. Nãy giờ là trêu ghẹo thôi. Không ghẹo. Không ghẹo. Đưa lấy thiệt á. Đưa lấy thiệt nhưng mà là ghẹo thiệt. Hai bạn này thì rất là rõ ràng về vấn đề tiền bạc, chắc chắn luôn, ai giữ cũng được. Bây giờ tiến tới Hiến. À. Đấy, nắm tay Thùy. Anh xin phép gia đình bạn nữ và anh xin phép em được nắm tay em để cảm nhận hơn về cái tình cảm của anh dành cho em. Hay quá. Dạ, anh xin phép được nắm tay em. Nắm bàn tay của em, anh thấy được cái sự chân thành, tình cảm trong đó. Anh là một người đàn ông trưởng trạc và anh có thể lo được cho em và gia đình sau này. Và anh sẽ tin là anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Điều đó là em hoàn toàn tin tưởng. Em cũng mong anh làm được những điều anh nói trong hôm nay. Anh sẽ làm được. Thôi trở về vị trí nào. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Lắng lòng lại một chút xíu, cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó. Nếu không, không cần bấm. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Hai bạn chính thức hẹn hò với nhau. Đấy, nắm tay nhau đi nào. Nụ hôn đầu đời coi nào. Anh biết là em rất là ngại và và anh thực sự đây là lần đầu tiên anh nắm tay bạn gái cũng phải gần 20 năm rồi và anh có lại cảm giác này, anh rất là trân trọng. Thì anh rất muốn được hôn lên má em. Em có thể cho phép anh được làm điều đó không? Dạ. Okay, cảm ơn em. Tuyệt vời. Để nguyên chưa? Nụ hôn đầu tiên nó phải lắng động chút xíu Hiến, từ từ nào. Từ từ, nhẹ nhàng, để nguyên, không có hửi như vậy được. Nào, để nguyên. Bánh này ngon lắm. Đừng có xin nữa của người ta. Không có, không có xin. Hiến cầm cái đi. Hai cái. Để cho Thùy cầm cái. Đó, ăn bánh đi. Để nguyên, để nguyên. Mời bà mối ăn bánh. Bánh tình, bánh nghĩa. Thầy từ nãy giờ. Bánh phu thê. Mời tôi ăn bánh. Ăn cái bánh hôm nay. Nhớ ngày đặc biệt này nha hai đứa. Trong giây phút này anh còn hạnh phúc lây cho tụi em nữa. Những cái lời anh nói á, nó làm rung động trái tim hàng triệu người. Không riêng gì Thùy đâu. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Rồi tặng quà đi em. Trả bánh cho người ta. Hả? Trả bánh. Đừng làm vậy. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, xin cảm ơn. Chúc hai bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống nha. Cảm ơn chú Quỳnh Linh, chào cảm ơn chị Ngọc Lan ạ. Rồi, chúc mừng các bạn. Trời, tưởng nó quên. Trong tình yêu không bao giờ quên được bánh đó. Vừa thơm vừa ngon, giống như tình cảm của hai bạn đó vậy. Đúng đó rồi. Quý vị thân mến, với cặp đôi đầu tiên này, họ đã bấm nút hẹn hò với nhau, làm chúng tôi hạnh phúc lây. Và chắc chắn rằng chúng ta xem truyền hình cũng cầu chúc cho cặp đôi vừa rồi, họ sẽ sớm hiểu nhau, yêu nhau và đi đến quyết định về chung một nhà. Và bây giờ thì còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai.